hãy tỏa sáng. Một đêm tối một mình ngoài trời, ngắm nhìn bầu trời trăng sao. Ta ngắm gì có phải những ngôi sao không tỏa ánh sáng? Không, ta không nhận ra những ngôi sao ấy, ta chỉ nhận ra những ngôi sao với ánh sáng lung linh của nó. Vậy những ngôi sao không tỏa sáng kia, nó ẩn khuất nơi đâu, có tồn tại hay đã liệm tắt giữa bầu trời sao? Chúa nói, chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Luca đoạn 8, câu 16. Là ngôi sao, hãy tỏa sáng. Bầu trời đầy sao, ai cũng là một phản chiếu của ánh sáng bao la. Chỉ có ánh sáng làm cho ta thấy ý nghĩa cuộc đời, bởi ta đã là dựng nên bằng đất. Đất đã được chiếu sáng trong bầu trời bao la của tình yêu. Ta đã được tiếp nhận, đã được có tên trên bầu trời này. Hãy tỏa sáng, để ánh sáng của ta cho biết ta đang hiện diện và sống tích cực trong cuộc đời này. Sống khác nghĩa với tồn tại, bởi ta được gặp gỡ, được giao tiếp, được sống dồi dào bởi nguồn sự sống. Ta được ánh sáng thần linh chiếu tỏa vào, ta được vinh hạnh bước vào đại hội vui trần thế. Khi người ban lệnh cất lời ca, tôi thấy tim mình như rạn nứt, vì hãnh diện khôn cùng, ngước nhìn mặt người, mắt tôi ướt lệ. Những gì trong tôi lỗi điệu, đục khàn biến thành hòa khúc dịu êm như chim vui náo nức băng qua biển cả, lòng tôi đê mê giang cánh bay xa. Bài số 2, lời dân, R. Tagore, Đỗ Khánh Hoan dịch. Niềm vui của ta, dù bất toàn nhưng đã được hòa cùng ánh sáng của người để lấp lánh giữa trời sao. Ta vui sướng vì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm. Thánh Vịnh 8, câu 5. Hãy tỏa sáng bởi những điều ta tiếp nhận không chỉ của ta, mà của thần linh người chiếu ánh sáng của người vào đời ta. Ta tỏa sáng bằng giá trị nhân bản của ta, một con người sống với anh chị em của mình, rộng lượng tha thứ, công bình bác ái yêu thương. Ta đến với anh chị em mình bằng trái tim rộng mở, với một lý trí mạnh mẽ, hiểu biết, trí huệ, hiền minh. Con người của ta đón nhận ánh sáng vô biên, vô lượng, hãy tỏa sáng, ánh sáng đó giữa bầu trời, cùng nhiều ánh sao, ta bước vào ngày vui đại hội trần thế, như ngày lễ dự hội hoa đăng. Mỗi người là một vì sao, như John Mosen viết, mỗi người là một nguyên bản, đừng sống như một bản sao. Ta hãy sống như ta là ta, không cố sao chép những ánh sao thần tượng khác, bởi ngạn ngữ có câu, không phải mọi thứ có ánh vàng đều là vàng. Có những cái hào quang để tô bóng, không thực sự là hào quang. Có những giả tạo sáng hơn những gì có thể thật, nhưng đó là ảo ảnh của trần đời. Bản chất của ánh sáng là không có bóng tối. Chúa nói, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Mát-thêu 5, 15, 16. Linh mục Jules Hoàng Kim Toan.